Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Tình hình mưa lũ cũng như thiệt hại ban đầu về những trận mưa chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Ngay sau đây hãy cùng Tin Việt đến với những tin tức đầu tiên. Tổn thất vì lũ lụt ở Hà Nam trong 2 tuần chiếm phần lớn tổng thiệt hại do lũ lụt Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Số người chết do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 99 người. Tính đến trưa ngày thứ tư vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính huyện Hà Nam cho biết, trong số 99 người chết có 26 trường hợp mới được báo cáo ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Theo số liệu thống kê từ hệ thống quản lý thiên tai quốc gia, gần 14 triệu người tại 150 quận huyện và thành phố ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Lũ lụt kể từ ngày thứ năm tuần trước, hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di dời khẩn cấp, với tổng số là 1.470.800 người phải di dời. Đến nay, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với những người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng ở Hà Nam là hơn 1 triệu hecta, trong đó 527.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Tổng cộng có hơn 840.000 ngôi nhà bị sập hoặc thiệt hại trên toàn tỉnh. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90.981 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin vào ngày thứ ba vừa qua, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết, lũ lụt và mưa bão ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến cho 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 123 tỷ nhân dân tệ, tương đương 18,93 tỷ đô la. Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng hơn 39.000 người và 3.000 hộ thiệt hại đã được huy động để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Hà Nam. Tính đến 10 giờ sáng ngày thứ ba, tổ chức từ thiện Hà Nam và Hiệp hội Chữ thập đỏ chi nhánh Hà Nam nhận được 5,69 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 876,17 triệu đô la quyên góp. Trong khi đó, Trung Quốc đã phân bổ 795 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 122,4 triệu đô la để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão lũ lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết, số tiền từ nguồn dự trữ tài chính trung ương này sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ tháng này, những trận mưa lớn tiếp tục ập đến Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây, và cơn bão số 3 đã đổ bộ 2 lần vào Chiết Giang, gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thương vong và thiệt hại về tài sản. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này đã dành 3 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai Hà Nam trước đó. Hệ thống phòng chống lũ lụt thông minh của Trung Quốc đã bị nghi ngờ chất lượng sau thảm họa lịch sử. Tiếp đó, hai dự án thành phố thông minh nổi tiếng ở Trịnh Châu, một quản lý lũ lụt và một về an toàn đường hầm đã bị chỉ trích bởi không ngăn chặn được thảm họa vừa qua. Nước lũ tại Trịnh Châu, thành phố 10 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc, đã rút sau trận lịch sử, nhưng nó cũng làm lộ ra một loạt các vấn đề về quản lý các dự án công nghệ. Các hệ thống thành phố thông minh được quảng cáo rầm rộ của Trịnh Châu, từng được cho là sẽ giúp các nhà quy hoạch quản lý và giữ an toàn đô thị, đã bị chỉ trích và giám sát chặt chẽ sau khi các trận lũ lụt lần gần đây đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thành phố và khiến cho hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 14 người hệ thống tàu điện ngầm địa phương và 6 người trong đường hầm Jingguo. Một trong những dự án công nghệ được quan tâm là hệ thống ngăn lũ lụt theo thời gian thực, được lắp đặt tại thành phố vào tháng 12 năm ngoái bởi công ty công nghệ hệ thống thông minh hàng không vũ trụ Thần Châu, một chi nhánh của tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo các tuyên bố chính thức, hệ thống được thiết kế để giúp cho chính quyền thành phố giám sát mực nước trong thời gian thực thông qua các thang cảm biến và phân tích thông minh, cũng như là thông báo cho các bộ phận liên quan về những nguy hiểm sắp xảy ra. Nó có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu từ một số văn phòng địa phương, bao gồm dữ liệu lớn về khí tượng thủy văn và các lĩnh vực liên quan khác. Công nghệ còn lại là hệ thống giám sát đường hầm Jingguo, được lắp đặt như một phần của sáng kiến của thành phố nhằm theo dõi an toàn đường hầm. Một báo cáo truyền thông chính thức cho biết, các camera và cảm biến trong đường hầm đã làm cho cơ sở hạ tầng trở nên thông minh và thậm chí có thể gửi cảnh báo qua ứng dụng trên smartphone về tai nạn hoặc nguy hiểm sắp xảy ra. Aerospace Shenzhou Smart System, đơn vị phát triển hệ thống giám sát lũ lụt, đã không trả lời các cuộc gọi và phát triển yêu cầu bình luận. Trung tâm đường hầm Trịnh Châu, nơi chịu trách nhiệm vận hành đường hầm, cũng không trả lời các yêu cầu bình luận. Các câu hỏi về hệ thống thành phố thông minh đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đưa ra ý kiến rằng các dự án thành phố thông minh ở Trịnh Châu là lãng phí tiền bạc và hoàn toàn vô dụng. Các phương thức khác đặt câu hỏi về vai trò của bộ máy quan liêu của chính quyền địa phương trong thảm họa, sự thiếu hiệu quả hoặc là sự phối hợp giữa các cơ quan khác nhau có thể đã không chuyển từ tín hiệu từ hệ thống thành cảnh báo công khai kịp thời. Ví dụ, cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã gửi 5 cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức cảnh báo thời tiết cao nhất, nhưng chính quyền thành phố Trịnh Châu đã không có hành động đình chỉ trường học hoặc là giao thông. Bà Trích Khan, giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn công nghệ thông tin IDC cho biết, việc ban hành thông tin phòng ngừa thảm họa thường cần sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau. Ông cho biết, liệu người nhận có ghi nhận cảnh báo một cách nghiêm túc hay không là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của người gửi. Cha nói thêm rằng nhiều dự án thành phố thông minh ở Trung Quốc còn lâu mới sẵn sàng đối phó với thiên tai và hầu hết các thành phố của Trung Quốc vẫn đang giai đoạn sơ bộ đặt nền móng cho thành phố thông minh bằng cách lắp đặt camera lưu giữ đám mây.
Trung tâm dữ liệu và nền tảng xử lý. Các nhà phân tích khác thì cho biết lượng mưa tuần trước quá lớn, có thể đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống. Lượng mưa khoảng 63cm đã trút xuống trong vòng 24 giờ vào ngày thứ hai, đã được chính quyền địa phương cho biết là điều không chưa được tìm thấy trong 1.000 năm. Carmen Lee, Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hồng Kông nói rằng, các hệ thống giám sát lũ lụt như hệ thống được sử dụng ở Trịnh Châu áp dụng công nghệ tương tự như các hệ thống giám sát ở Hồng Kông và thời tiết khắc nghiệt có thể áp đảo những hệ thống này. Thành phố thông minh đã trở thành một từ thông dụng trong những năm gần đây ở Trung Quốc khi các chính quyền địa phương mong muốn sử dụng công nghệ mới để số hóa việc thành lập quản lý nhanh thành phố và cải thiện mức sống của người dân. Thuật ngữ này cũng đang được sử dụng bao gồm tất cả mọi thứ, từ giám sát đến cơ sở hạ tầng đô thị, dịch vụ thành phố, giao thông vận tải và quản lý năng lượng. Những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc bao gồm Alibaba Group Holding, Tencent Holding, Baidu và Huawei Technologies.co đều tham gia vào việc tranh giành thị phần trong lĩnh vực này, cung cấp đủ các dịch vụ từ lưu trữ đám mây đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như trung tâm dữ liệu và các giải pháp điện toán toàn bộ. Vào cuối năm ngoái, hơn 500 thành phố ở Trung Quốc bắt tay vào các loại dự án thành phố thông minh khác nhau, nhưng chỉ có 8,4% thành phố thông minh đã đạt đến mức độ hoàn thiện với hơn 43%, còn lại chỉ trong giai đoạn sơ bộ theo một báo cáo từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, đơn vị hoạch định kinh tế của Trung Quốc. Quang Minh Lu, Giám đốc điều hành của DHC Trung Quốc, một nhà cung cấp giải pháp môi trường nước cho biết, một số chính quyền địa phương đã lựa chọn các dự án thành phố thông minh chỉ mang tính trưng bày thay vì nhắm vào các vấn đề thực tế. Ông Lu cho biết, giám sát ngăn ngừa và quản lý ngập lụt đô thị nên là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi nhìn vào việc xây dựng thành phố thông minh. Một chuyên gia khác cho biết, khoảng cách giữa tầm nhìn và thực tế là một vấn đề nổi đối với nhiều dự án do chính phủ lãnh đạo ở Trung Quốc, mặc dù việc quản lý dữ liệu lớn đang tạo ra sự khác biệt. Phan An Yin, một chuyên gia quy hoạch đô thị người Pháp đã làm việc hơn một thập kỷ tại Trung Quốc cho biết, thành phố thông minh chỉ là một khái niệm trong các dự án thiết kế đô thị hơn là một thực tế ở Trung Quốc, nhưng việc thu thập, xử lý và hợp nhất dữ liệu lớn đang sẽ dẫn đến trải nghiệm đô thị mới ở các thành phố lớn nhất của đất nước này. Chuỗi cung ứng toàn cầu lại đứt gãy vì lũ lụt ở Trung Quốc và châu Á, đứt gãy trong ngành vận tải biển cùng phát mạnh trong năm nay. Việc nhiều quốc gia bước ra khỏi đại dịch dần tới lòng chính sách đóng cửa, giãn cách thúc đẩy và chi tiêu dùng cá nhân đã dẫn đến khủng hoảng vỏ container rỗng, làm cho việc giao hàng bị chậm, đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Đến tháng 4, vụ siêu tàu chở hàng Ever Given mắc cạn trên kênh đảo Suez đã gây tình trạng kẹt cứng trên tuyến giao thông huyết mạch trong gần một tuần. Vừa qua, số ca bùng phát mới tăng mạnh, nhiều tỉnh thành miền Nam Trung Quốc gây ra tình trạng ách tắc tại nhiều cảng biển, một lần nữa đẩy giá cước vận tải tăng vọt. Và giờ đây là câu chuyện đứt gãy kết nối đường sắt cũng như nguồn cung nhiều mặt hàng nông sản do lũ lụt gây ra lần lượt ở châu Âu và Trung Quốc. Mưa lớn kèm lũ lụt đã tàn phá khu vực Tây Âu, nhưng nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nằm ở Đức và Mỹ. Nhiều vùng của Thụy Sĩ, Luxembourg và Hà Lan cũng chịu ảnh hưởng. Điều này đang thực sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng bởi các tuyến đường sắt đã bị hư hại nặng nề, ông Huxley cho biết. Trên thực tế, tuyến vận tải đường sắt chạy từ Cộng hòa Séc, Slovakia đến cảng Rotterdam và Hamburg ở Đức bị hủy hoại nghiêm trọng, làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa, tác động đứt gãy làm mang tính lan tỏa. Đơn cử như với trường hợp của ThyssenKrupp, hãng chế tạo thép lớn nhất của Đức đã không thể tiếp nhận được nguồn nguyên liệu thô đầu vào đo lũ lụt. Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam là điểm giao kết các tuyến đường sắt cao tốc trục Bắc Nam Đông Tây đi với nhiều thành phố ở Trung Quốc. Việc vận chuyển than đá, nguồn nhiên liệu cho nhiệt điện từ vùng khai mỏ ở Nội Mông, Thiểm Tây qua Trịnh Châu rồi đến khu vực miền Trung, miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng. Các nhà máy nhiệt điện phải vật lộn tìm kiếm nguồn than đá để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng vọt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.